chơi đi. Mới giờ anh mua về đây. Có mấy sang bên Nam đảo về luôn. Bên mua. Sân bóng á? Sân bóng thảo trưởng à? Chị này cháu á? Chị cháu không được. Cháu mũi nó muốn bôi cho học sàn quyền thôi. Chị này cháu không được thì... Chị cháu thì chỉ được một chị cháu chỉ được căn mới để lái thôi. Chia mình ra. Chia có được chưa đỉnh vị à? Vâng. Qua lắp đát vô xìa thì thấy được. Đúng rồi, anh làm chi có chuyện là đi chung chứ được. Rồi cứ đi chứ cho nó quyền cho nó xấu à đi này. Nóng. Sao đi xe rẻ nó đi đây. Bố bày cái từ đi bố cái kinh cái nản. Bác biết chăng à? Hôm trước là cái xiêu của bác rồi nên kinh. Nhưng bác có ảnh hưởng. Đang giải đúng không? Không, sáng đi rửa dạp, kiểu xì à. Hả? Sáng đi rửa dạp, kiểu đi làm lốp xì à. Gái chứ. Còn gái đi chứ đến một đi. Ồ, thằng đi mà nó ngồi chứ.
tranh thủ lúc mát thì lúc nắng ai cho nên mà làm. Lúc nắng thì tránh đi chứ. Bây giờ mát mát tí thì tranh thủ đi cho. Thích làm thì làm nhưng không có ai bắt mình đâu. Con cháu ở nhà mình mua đậu phủ cho mẹ, mình cứ đụng cái là mình bỏ mình đi chơi con. Đấy. Đi về mẹ không có cái gì ăn mẹ mình sao? Mấy cái bữa mới đi chơi đi thì ai mà biết đâu mà tìm đi đâu. Còn đâu nó mà mua.
gửi nhắn tin mà anh đọc muộn quá ra chả còn em. Anh mua mì tôm sẵn nữa. Để đấy có để xem vào đấy. À đây à, 2 tiếng hả? Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Hải Supercar. Tiếp theo chiều hôm nay thì tôi triển khai và tiến hành làm về cái hệ thống chiều ở phía sau của con siêu xe này. Thì hôm nay thì có một cái sự thay đổi một chút, bởi vì là gì em? À, bởi vì là cái hệ thống sau là trước đây là mình nghiên cứu là mình làm theo cái kiểu của dạng như của Lamborghini ấy, và Ferrari. Nhưng mà mình thay đổi một chút là lý do là chiếc xe này là mình mới phát sinh và mình mới đặt ra cái tiêu chí cho nó là sau này là mình sẽ làm cái hệ thống như là mở cửa tự động, mở mui tự động, và nó sẽ được mở bằng điện đấy, mở bằng điện. Cho nên là tôi với nghiên cứu lại về phần chiều ở phía sau đó, thì mình bây giờ mình phải làm cột thẳng đứng thế này chứ không làm cái giảm chấn ngang qua nữa. Nếu mà làm giảm chấn ngang qua thì sau này cái hệ thống giấu mùi nó không giấu được, mà nó lại mở dạng mở tay thì nó rất là cùi bắp đấy. Cho nên là mình không làm cái đấy, và mình cũng quyết định chiếc xe này là mình sẽ để động cơ ở phía trước, cũng không làm động cơ phía sau nữa. Tại vì những chiếc siêu xe mà mình thấy nếu mà mở động cơ phía sau thì để động cơ phía sau thì phần mui không thể mở bằng tay được, không thể mở bằng điện mà phải mở bằng tay, bởi vì là động cơ nó chiếm đi rất là nhiều về cái phần cái khoang đấy. Cho nên là bắt buộc là mở bằng tay. Và những chiếc siêu xe hàng triệu đô của Lamborghini nhưng mà họ không thể mở bằng điện được, với lý do là động cơ ở phía sau rất là lớn đấy, cho nên là nó không có diện tích để mở mui tự động đấy. Cho nên là mình sẽ quyết định là mà mở mui tự động. Và cái mui của cái con xe này nó không đơn thuần như những chiếc xe mà các bạn thấy trên thị trường, và mình đang cố gắng là sẽ tạo cho nó một cái kiểu mở mui nó phải là độc đáo và phải là lạ, phải là mới. Đấy, cho nên là mình đang trong cái nghiên cứu nhá, đang tính toán và nghiên cứu thôi chứ cũng chưa có thực hiện được. Đấy, cho nên là mình mới chỉ là đưa ra cái giả thuyết như vậy, và sẽ dành cho nó một cái khoang để chúng ta có thể là lắp đặt cho nó có một cái vị trí là để nó mở tự động được.
Đấy, cho nên là nó chỉ thay đổi đi một số cái chi tiết nhá, thay đổi đi một số cái chi tiết của chiếc xe. Đấy, cho nên là mình phải làm cái hệ thống treo, và đây là hai cái trụ này là hai cái trụ của cái giảm chấn sóc sau hệ thống treo ấy. Thì đây mình đã cố định rõ ràng, cố định để cho nó được chắc chắn và cân đối giữa hai cái bánh này, hai cái trụ này nó được cân đối giữa bên kia sang bên này, và chiều cao thì nó cũng đã phù hợp. Và mình về cái bánh này thì mình đã gióng thẳng để cho mình để nó cân đối, nó đứng thẳng. Nhưng nếu mà nó hơi nghiêng thì cũng không được nhá. Mình đã dùng cái thước này anh em. Dùng cái thước này là mình đã đánh thăng bằng rồi. Bây giờ rất là chuẩn rồi. Thì cái việc này bây giờ mình chỉ cố định để cho nó chắc chắn và nó được ổn định lại, cái là mình sẽ lăn được bánh anh em nhá. Sẽ lăn được bánh rồi. Bây giờ là không còn có gì để gọi là lăn tăn nữa. Chắc chắn là ngày mốt ngày mai là mình sẽ lăn được bánh. Và cái dự án mà mình làm dạng mui trần ấy, để mở tự động, thì chắc chắn sẽ trong có những trong cái phần tiếp theo của các video hôm nay của cái chiếc xe này. Thì đấy, nếu anh em quan tâm thì anh em hãy theo dõi từng phần cũng như là các video mình làm ra, thì mong được các bạn đón xem để chúng ta theo dõi về chiếc xe này nó mở mùi thế nào, và nó được để cái động cơ phía trước là nó hoạt động như thế nào anh em nhá. Thì tại vì ít có chiếc xe mà động cơ phía trước lắm, trừ khi những chiếc sedan hoặc là SUV thôi, còn siêu xe hầu như là toàn là động cơ phía sau. Nhưng có cái hay và có cái dở của nó là nó không mở tự động được, mà tất cả đều mở bằng tay. Nên mình cảm thấy là nó rất quỳ bóc, nên là mình không làm như vậy. Và mình muốn thay đổi đi một chút, mình thay đổi một chút tư duy thôi. Đấy anh em ạ, thay đổi một chút tư duy để cho nó hoành tráng thôi, chứ còn cũng không ngoài mục đích gì so sánh với những các cái hãng nổi tiếng được. Tại vì mình không là cái gì để mà so sánh anh em nhá, không là cái gì để mà so sánh cả. Đấy, cho nên là dự án hôm nay là như vậy. Thì chiều tới giờ là mình cũng đã hoàn thành hai cái trụ để cho cái giảm chấn vào rồi, cho cái trụ vào rồi. Đấy, cho nên là công việc là như vậy đấy anh em ạ. Và rất mong được anh em quan tâm theo dõi các video của mình. Và bây giờ thì nói chung là cũng đã muộn, và làm cả ngày nó cũng mệt nhọc rồi. Thì bây giờ mình sẽ nghỉ và sẽ hẹn các anh em cái video tiếp theo. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng chiếc xe này được hoạt động và hoàn thành hệ thống treo phía sau nhá. Rồi, hẹn anh em video tiếp theo, và rất mong được anh em xem video, hãy ủng hộ mình, chia sẻ video và cho mình một lượt tim, lượt thích, và để lại cái comment ở bên dưới video theo quan điểm của các bạn, góp ý cho mình để mình lấy đó để mình là tiếp thu, để mình phát triển chế tạo con xe này được hoàn thiện hơn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.